ná mọi người, mình là Nga và đây là channel của mình. Ná ná mọi người, mời mọi người vào phòng mình chơi. Welcome, welcome, welcome. Ná ná mọi người, như mình đã hứa từ rất lâu rồi rằng là mình sẽ có một cái vlog home tour. Và ngày hôm nay thì cuối cùng là mình cũng đã chọn được một hôm mình rảnh. Dọn dẹp lại tất cả mọi thứ và mình sẽ đưa mọi người đi thăm phòng của mình nhé. Sơ qua về căn nhà của mình một chút thì mình vẫn đang ở chung với bố mẹ và hiện nay thì nhà mình có 4 tầng và mình đang ở tầng 2 đó. Nói chung là cái khu này nó cũng hơi vắng vắng bởi vì nhà mình cũng chuyển về đây lúc mà nó cũng còn chỉ là một khu đô thị kiểu mới, mọi người chưa về đây nhiều. Đây là phòng của mình. Mà trước tiên hãy notice trước là cái phòng của mình nó sẽ rất là đơn giản bởi vì mình cũng kiểu không phải kiểu quá là điệu đà, quá là kiểu nói chung là cầu kỳ mấy cái tiểu tiết trông phải nó phải cute phải như này như kia nên là nó rất là đơn giản. Những cái màu tông màu trung tính hoặc là những cái đồ vật mà mình sẽ hay dùng thì mình chỉ có yêu cầu đơn giản là về màu sắc là đơn giản thôi, chỉ thế thôi. Nào, ok, let's go. Thì trước tiên là đi vào trong này trước nhá. Thì căn phòng của mình, cái cấu trúc của nó cũng hơi kỳ lạ một tí bởi vì mình muốn tối ưu hóa cái khoảng cửa sổ mà mình có thể dùng được nên là mình đã lựa chọn tất cả các mặt là đều có cửa sổ nên là cái hình của nó như kiểu là hình nó hơi rắc rắc một tí nhưng mà nhìn chung tổng thể thì nó vẫn vuông vức. Ở đây thì chính vì thế nên là mình có thêm một cái căn phòng cũng có thể gọi là cái walk-in closet nhưng mà nó giống một cái tủ đồ hơn. Như thế, xin mời. Thì đây chính là phòng quần áo của mình. Trong phòng quần áo của mình thì mình không có đóng tủ và mình sẽ treo hết tất cả các quần áo lên đây. Ví dụ như mọi người thấy rằng đây có 4 cái giá. Mỗi cái giá sẽ là một loại quần áo. Ví dụ như đây sẽ là kiểu áo này, chân váy ngắn này, đây là kiểu áo khoác mùa đông hoặc là áo hoodie. Đây sẽ là kiểu các loại váy dài cũng như là các bộ kiểu bộ quần áo. Bên này thì có các loại quần và chân váy dài. Bên này có mũ nữa. Đấy ạ. Thì sơ qua về căn phòng này thì đây là đáng nhẽ ra nó không nằm ở trong quy hoạch phòng của mình đâu. Nhưng cái phòng này đáng ra sẽ là nằm thuộc phòng của chị gái mình. Nhưng mà bởi vì chị gái mình thì sinh sống chủ yếu ở tại Sài Gòn nên là kiểu nếu mà để phòng bên đấy rộng quá không ai ở ấy. Nên là mình đã xin chị gái là mình cắt bớt một ít đi để sang nguyên này, vừa một phần là mình có thể để nhiều quần áo hơn, vừa một phần là mình có thể để thêm cả cái bàn make up nữa. Như cái tủ này nhá, thì là mọi người đều đã biết được bởi vì mình đã có quay ở trên vlog nước hoa rồi. Thì ở trên này sẽ tất cả đều là nước hoa. Ở đây thì có airbrush này, Corel này, máy sấy của Dyson. Thì trong các cái ngăn tủ này thì ví dụ như đây, kính, các loại kính để đây này. Bên này thì sẽ là các loại khuyên tai, rất là nhiều cái thứ khuyên tai như này. Đấy, mình sẽ chữa hết ở đây. Và mình sẽ để len ở đây nữa, kiểu để khi nào có những cái túi ở như này, khi nào mà mình sẽ mang đi thì mình sẽ cho vào đây và mình mang đi luôn. Xuống dưới này thì sẽ là những cái phụ kiện, rồi là áo này, khăn này, thắt lưng này, rất là nhiều thứ mà nó cực kỳ là đầy luôn ý. Bởi vì cái ngăn này của mình lúc nào nó cũng bị kiểu overload ý, nên là mình sẽ tạm thời không kéo nó ra nhá. Vào ngăn dưới này thì là underwear rồi, không mở. Ngăn bên này thì sẽ là cũng là underwear luôn, không mở. Còn ngăn bên này là tất này. Đó, cũng rất là nhiều tất. Nói chung là cái tủ đấy lúc đầu mình không có ý định để làm tủ quần áo. Lúc đầu cái tủ này nó là tủ tivi. Nhưng mà khi mà mình đặt ý, thì mình đặt ra cái tủ tivi ngoài kia thì nó lại quá bé so với cái tivi ý. Nên là nó đúng bằng cái chiều dài của cái tivi luôn. Có nghĩa là mình để cái tivi lên đây nó thành kiểu như một cái cục, một nửa đen, một nửa trắng. Nên là mình không thể dùng nó được. Và mình chuyển vào trong này để làm tủ underwear, các thứ đồ nhỏ nhỏ xinh xinh. Nên là nó hơi có bị nhỏ size so với những thứ mà mình cần. Ơi sao đấy, lúc nào cũng đòi mà chạy lại thì trốn đấy, thấy chưa, mọi người thấy chưa. Và đây thì là cái tủ rồi, ở trên thì là nước hoa, mọi người đều biết rồi. Bên này là khu vực để vòng, những cái vòng mình hay đeo nhẫn nè, thì đấy thì mình sẽ để đây. Ở đây còn có một cái bức tranh của các bạn fan tặng nữa và mọi người cũng hỏi rất nhiều về cái bức vẽ này. Bức vẽ này thì mình được mút up tặng, mút up in cùng với cái đèn ngủ, thì tí nữa mình sẽ cho mọi người xem cái đèn ngủ đấy. Và tiếp theo thì sang khu vực bên này thì đây là tủ giày và tủ túi của mình. Mình thì cũng không có quá nhiều là kiểu túi hiệu, đồ hiệu đâu, nhưng mà mọi người có thể nhìn thấy rằng chỉ có một vài cái để ở đây thôi, còn một cái bên kia nữa thì nó hết rồi, cặp sa tài rồi. Còn lại là những cái túi nhỏ nhỏ xinh xinh của những thương hiệu bình dân các thứ. Thì cái ngăn này, như mọi người nhìn thấy ở bên trong này, cái kệ này thực ra là một cái kệ sắt và mình đã phải
đo ra đúng cái chiều dài. Bởi vì nó có cái ổ điện này này. Tất cả là bởi vì cái ổ điện này. Nên là khi mà mình không dùng được cái tủ này ở ngoài kia, mình chuyển vào đây, thì mình đã phải kê cái tủ này vào đây. Và sau đó mình phải căn đúng còn thừa bao nhiêu phân để mình làm được cái tủ này. Thì như cái tủ này là khoảng 80 hay gì đấy, khoảng 80 thì nó vừa đúng cái chỗ này hơn và không thừa một phân nào, cũng không thiếu một phân nào. Thì sau đó mình sẽ lắp những cái ngăn kệ như thế này, những cái giá này chỉ giá đỡ thôi, nó có hai cái tay ngóc lên trên cái hai cái xương lọc này. Thì đấy, thì mọi người có thể tùy chỉnh độ cao, thì ví dụ như ở trên kia thì mình để hộp này đó, ví dụ như ở trên đấy thì mình để hộp. Ở ngăn tiếp theo thì mình sẽ để những cái túi nhỏ hơn, ngăn tiếp theo nữa thì lại sẽ to hơn một chút, xong lại to hơn một chút, và đến ngăn này là những cái túi kiểu nó cao ấy và phải dựng lên không nó kiểu mất form ấy. Ở đây thì mình có để một số những kiểu chai lọ nước hoa này, Louis Vuitton này, xong đây có Dior, Marc Jacobs các thứ, nói chung là các cái chai lọ mình chưa dùng. Còn đây thì đây cũng là một ngăn và đây là nước hoa này, đây là rất nhiều nước hoa. Thì đây cũng là rất nhiều nước hoa, nhưng mà đây là nước hoa kiểu mini size. Thì có những cái lọ của Adolf, của cô Tiên này, Adolf Việt Nam. Còn đây là một loạt những cái chai lọ body mist của The Body Shop à, hay là Victoria's Secret thì đấy, mình không nhớ rõ lắm, mình cũng không thể tên ở trên này luôn. Còn đây là tất cả những cái mỹ phẩm mà mình chưa có dùng. Đây là những cái mà mình được ví dụ như ở nhãn hàng tặng, hoặc là đi đâu đấy thì mọi người có những cái packaging này nhỏ này này được tặng hết. Xong rồi có những cái chai thì mọi người gửi đến. Hồi trước thì nó đầy lắm, bây giờ thì mình cũng đã cho bớt rồi, mình đã phân phát bớt rồi, bởi vì là kiểu mình cứ để mỗi nơi một ít. Cứ bên nhà mình thì lúc nào phải đủ đồ rồi, còn bên nhà An thì sẽ có một số những cái món mà mình kiểu trời nóng quá thì mình phải tẩy trang đi, thì sẽ có tẩy trang, nước rửa mặt này, xong kem chống nắng kiểu đấy, thì mình sẽ phân phát mỗi nơi một ít. Tiếp theo là đến giày. Thì giày cũng vậy, thì mình cũng sẽ chia theo từng ngăn. Ví dụ như cái này là kiểu những cái đôi dép này, những đôi dép mà nó không có quai, đế thấp. Tiếp theo là giày mũi, giày mít mũi, giày dây, xong cùng là bốt và giày mít mũi nữa. Thì nói chung là những cái đôi giày này đã xuất hiện cùng mình rất là nhiều rồi, vì nó vẫn luôn là những cái đôi này thôi. Thỉnh thoảng thì mình sẽ mua mới, nhưng mà bởi vì là chân mình đi size khá là to, khoảng 39-40 gì đấy, là tìm giày khá là khó, nên là thường thì mình sẽ không kiểu mua được nhiều giày cho lắm. Ở dưới này thì sẽ có hộp máy ảnh, có một cái thùng đồ đựng khăn ý, và một số đồ tập. Ở dưới này cũng có giày nữa. Nói chung là kiểu mình luôn luôn tận dụng những cái chỗ trống để giày. Ôi dồi. Trời ơi, sao? Đó, thì bên này là giày rồi này. Còn bên này lại tiếp tục là giày. Bên này lại tiếp tục là giày tiếp. Những cái hộp này là những cái hộp mà từ trước khi mà mình ở nhà cũ ý, là mình đã có rồi. Nên là xong sang đây thì mình lại không thể bớt đi được, nên là mình lại dựng thành hai cái chồng cao. Đôi 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 15 là 30 đôi. Đây là những cái đôi mà kiểu như này này, nó rất là to ấy, mình mọi người không thể để ở cái bên này được, nên là phải để riêng ra những cái hộp nó rất là to và nó rất là chiếm chỗ và những đôi bốt nữa. Thì đấy, cũng khá là nhiều giày nhưng mà lúc nặng thì thiếu. Quay lại sang bên này nè. Thường là kiểu đến mùa đông mọi người sẽ gỡ quần áo xuống, xong rồi đến mùa hè chứ, mọi người sẽ gỡ quần áo mùa đông xuống và mọi người cất đi, nhưng mà mình không, mình vẫn trưng hết ở đây. Tại vì là cũng không bị thiếu chỗ, nên là mình sẽ kiểu chia tất cả các loại ở đây. Và mọi người, nếu mà mọi người có hỏi rằng là để quần áo ở đây có bụi không, thì chắc là cũng có, nhưng mà mình thường xuyên là đóng cửa phòng này lại, và phòng này là phòng kín, mình cũng rất ít khi mở cửa sổ, nhưng mà thường thì phòng này sẽ là phòng rất ít bụi và chỉ có nhiều lông mèo thôi. À, cũng ít cơ, bởi vì là kiểu càng ngày mình đóng thì hai con mèo nó sẽ không vào đây mà nó quậy được. Thì đấy, thì ở đây là váy này. Ở dưới này tất cả những cái chỗ, nói chung là ở dưới những cái này thì đều có đồ hết. Mình cực kỳ là nhiều đồ. Đây là có một túi đồ bơi, xong rồi chuyển sang là kiểu chân ga gối. Thì bên này có kiểu đồ ngủ này, và còn có bên này hết. Giới thiệu với mọi người, đây là phòng ngủ của con trai mình. Cô ơi, cô mẹ đi con, mẹ đi con, bế ra nhá. Chào cô chú đi con. Chào cô chú đi con. Con cái ơi, cúc 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 cúc
ngày càng hơn hen. Con trai thì trông béo hơn được một tí. À, ở trên này thì còn có một cái gọi là mình dán cái móc treo cho mình treo mũ ở lên đây nữa, bởi vì là kiểu mình cũng hay đội mũ nhưng mà mình lại sợ kiểu mũ nó bị mất form ấy, nên là mình vẫn luôn cố gắng là treo được mũ lên thì càng tốt. Mình còn muốn treo lên hết xong bên này cơ nhưng mà mình chưa tìm được lại cái băng keo này, bởi vì thực sự mình mua cái băng keo này nó giá chắc lắm. Nhưng mà có một đợt mình mua phải trên Shopee nó bị mấy cái loại mà nó hay rụng ấy, nên là nó không có đủ sức tải, nó chỉ là cái mũ nhẹ hều. Còn bên này thì sẽ là một cái dàn đèn led. Dàn đèn led mà hồi xưa mình đã trong lúc nghỉ dịch mình đã có đặt về, nhưng mà phải hết dịch rồi thì nó mới về. Và sau khi hết dịch rồi thì mình dán lên và lúc đấy thì mình chán rồi, mình bận rồi, mình không còn quay TikTok được nhiều nữa. Và đây là một loạt những bức ảnh mà An đã vẽ. À không phải An đã vẽ mà là An đã nhờ vẽ. Đúng không? Ở trong thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Thuê người vẽ. Thuê người vẽ à? Nhưng mà bác đấy là ở ngoài đường, ý là chỗ cửa ấy, hàng bác đúng không? Vẽ ở ngoài đường. Mà nhìn vẽ nhìn giống y như thật luôn. Những cái bức ảnh này lúc đầu tiên thì nó ở trong Sài Gòn, nhưng mà sau rồi mình sẽ trộm ra và không bao giờ trả lại. Ok, tiếp theo thì đến cái này là bàn trang điểm. Bàn trang điểm thì cái này có đèn. Có đèn nhưng mà mình cũng thỉnh thoảng nó bật thôi. Đó. Thì nếu mà mọi người theo dõi một số những clip make up thì mình cũng đã có bật đèn rồi. Đấy. Và cái đèn này thì được bố mình đặc biệt đấu. Kiểu bố mình luôn luôn là người sẽ đi đấu đèn ra một đi khoan cho mình ấy, nên là cứ mua sắm cái gì về là không phải lo, yên tâm là sẽ có người set up hộ. Đấy, còn ở trên cái đèn này thì mình treo những cái kiểu là cái gì? Bờm. Treo những cái bờm. Thấy không? Thấy không? Đấy. Thì đây là khu vực bàn trang điểm của mình. Thì trên bàn trang điểm thì có một số cái, ví dụ như là cỏ này, có mèo này, có cúc này, được không? Chào cô chú đi con. Con mèo hoa mi này. Thì có lại một túi cọ nữa. Cái này là cái cọ mình hay dùng này. Cái cọ này là cái cọ mà mọi người hay hỏi mình nhất. Đây là bộ cọ của Bobbi Brown, được đựng ở trong một cái hũ unicorn. Rất thích. Ở trên mặt bàn thì có một số cái chai chỉ khoáng này, dưỡng này, gôm này, dưỡng thể mà mình hay dùng, mình sẽ để thẳng trên mặt bàn, và bởi vì nó quá to để có thể nhét vào trong ngăn kéo. Còn những cái ngăn kéo như thế này, đây, thì mình cũng đã khoe với mọi người rồi. Đây là ngăn kéo đựng son. Thì đấy, trông bây giờ nó có vẻ nó đầy đặn hơn ngày xưa. Thế là bây giờ mình để thêm kiểu đấy, kẹp tóc, mấy cái scrunchies mình để thêm ở đây. Bên này là lip balm. Đấy, đóng lại. Ở dưới này là, sẽ là các sản phẩm về tóc, ví dụ như là máy xoăn, máy là, xong rồi các loại dây buộc tóc, tóc phím. Ở dưới này tiếp thì là mặt nạ, các loại mặt nạ ở đây. Ở đây là các loại mặt nạ của Folio này, rất nhiều. Đây là mặt nạ giấy bình thường. Mình còn có cái này nữa, mình chưa dùng. Và hôm nào mình sẽ phải lôi dùng. Cái này là cái máy massage kiểu nâng cơ ấy, cũng của Folio luôn, rất là xinh, mình chưa có cơ hội được dùng. Chuyển sang bên này thì đây là cái ngăn skin care của mình. Đây là có kiểu kem dưỡng này, mọi người nhìn thấy cái ngăn này là cái mình rất hay dùng luôn ý. Thì kem dưỡng này, serum, xong rồi kem chống nắng. Đây là những cái mà mình trước khi đi ngủ thì mình sẽ mở cái ngăn này ra và mình skin care. Còn buổi sáng thì mình cũng skin care bằng cái này, rồi sau đấy thì chuyển sang bên này là make up. Mình thì hay để make up tất cả ở trong một cái hộp như thế này. Thì đây là có những cái sản phẩm nhỏ nhỏ này. Sản phẩm nhỏ nhỏ này. Đây là có các loại kiểu phấn má, phấn mắt này, xong rồi cushion, các loại phấn bột. Ở đây là mascara, chấm hói. Không thể thiếu chấm hói. Bây giờ mình đã chuyển sang dùng cái loại này rồi nha. Nếu mà mọi người muốn thử chấm hóa thì hãy thử cái này. Đây là của The Face Shop Quick Hair Puff. Nó dùng tốt hơn cái mây chia mà hồi xưa mình review cho mọi người ấy. Còn bên này sẽ là để một số đồ linh tinh, ví dụ như lược này, xong rồi mấy cái đồ make up mà mình kiểu đi dẫn ở đài. Đấy. Ở dưới này thì là một cái ngăn đựng cái túi. Những cái túi mà mình đi xa thì mình sẽ để vào đây. Còn ngăn dưới cùng thì sẽ là ngăn đựng lens và kiểu mi. Và đây là căn phòng gọi là, có thể gọi là walk-in closet của mình.
Nó cũng bình thường thôi, nhưng mà mình nghĩ rằng là mình dành rất là nhiều thời gian, phần lớn thời gian ở trong này để chuẩn bị. Và nhiều khi mình cũng hay quay vlog ở đây các thứ. Còn tiếp theo, bên này là khu vực phòng ngủ. Đấy, có một điều mình rất thích là phòng của mình luôn luôn có rất là nhiều cửa sổ và có rất là nhiều ánh sáng. Bây giờ thì là đã là 5 rưỡi chiều rồi nhưng mà nó vẫn sáng như thế này. Đấy, mình hay kiểu nhìn trộm vào nhà xóm như nè. Kiểu mở ra nhìn trộm nhà xóm nhìn xem mọi người đang làm gì. Và ở ngoài này thì bởi vì là phòng ngủ nên là mình có để rất là nhiều những cái đồ điện tử. Ví dụ như là lọc không khí. Tại sao lại có camera cho phòng ngủ? Bởi vì mình rất là hay đi xa. Mình không yên tâm lắm để hai con mèo của mình ở nhà một mình ấy. Ví dụ như đây, mọi người nhìn thấy rằng là khi mà mình ở nhà thì mình sẽ quay những vào tường. Còn khi nào mà mình đi xa thì ví dụ như sắp tới là mình sẽ đi Singapore với cả Malaysia gần tuần thì mình sẽ quay nó ra để nó soi mấy coi cái con mèo của mình xem nó ăn ngủ như nào ấy. Cũng như hôm trước mà mọi người hỏi mình ở trong phòng học của mình là tại sao trong phòng lại có camera thì cũng là cái mục đích như vậy. Chỉ là để soi xem là bọn này ăn uống, đi vệ sinh như nào thôi. Đó. Thì tiếp theo thì ở đây có hai cái bức tranh. Bức tranh này là không phải là mình tặng mà mình tự đặt. Đây là hai bức tranh mình đặt của một bên chuyên vẽ kiểu tranh cho chó mèo ấy. Thì bình thường là mọi người sẽ cắt cái mặt của nó ra xong mọi người gắn lên trên cái hình của một vị tướng hay là cái gì đấy, trông nó sẽ rất là kiểu oai phong lẫm liệt ấy. Nhưng mà mình chỉ đơn giản là mình muốn in tranh của hai đứa thôi. Nhưng mà kiểu mình in nó cũng chưa được đến mấy năm đâu, mà nó cũng chỉ được khoảng một năm thôi mà mọi người nhìn nó bạc phếch, bạc phơ luôn ý. Nó bạc sang một cái màu khác luôn. Và mình kiểu đã rất nhiều lần mình định kiểu chuẩn lại và gửi lên cho cái trang đấy để bảo người ta rằng là cái chất lượng in ảnh của người ta quá tệ đi. Nhưng mà mình vẫn lừa và mình chưa làm được. Mà mình nghĩ rằng là mình sẽ sớm inbox thôi và mình sẽ đòi lại quyền lợi. Bắt người ta in trả lại cho mình hai cái ảnh khác và mình sẽ in thêm một cái ảnh của con cu nữa. Và tiếp theo sẽ là một khu vực mà mình nghĩ rằng là mình dành rất là nhiều thời gian trong ngày ở đây. Đó chính là cái giường. Thì cái giường này của mình là size giường Super King à? 2x2. Không ạ, nó không phải là 2x2, nó là 2m x2m2. Hình như là Super King thế ra ấy. Mặc dù mình chỉ ngủ một mình thôi mà mình rất là thích cái cảm giác mà kiểu lăn lộn ấy. Xong rồi kiểu duỗi chân, duỗi tay ra, nó vẫn nằm ở trên giường ấy. Mọi người hỏi tại sao rằng là mình lại trông kiểu gấp gọn ấy. Bởi vì là nhà mình có mèo nên là thường trước khi đi ngủ là mình sẽ phải lăn lông. Nên là khi mà ngủ dậy thì mình sẽ dồn hết chăn gối vào trong góc như thế này. Nhưng mọi người có thể nhìn thấy là nó sẽ như thế này. Để kiểu bọn mèo nó có thể nằm ngoài này, nó có thể chơi ngoài này nhưng mà nó sẽ không đụng vào gối, mà nó sẽ không đi vào những cái góc như kiểu. Thì khi mà mình lăn lông thì mình chỉ cần lăn bề mặt của nó thôi, rất là nhanh, rất là tiện. Còn đây thì giường mình có một mình ngủ nhưng mà lại có 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái gối. Bởi vì mình cũng cực kỳ thích là kiểu gối. Thì mỗi lần thì mình lại mua một kiểu. Thì gần đây thì mình mới mua cái kiểu gối mà gối farm ấy. Thì bởi vì mình bị đau cổ thì mình sẽ mua gối farm. Dạo này thì mình đang làm hai cái này, nằm một mình nhưng mà mua một cặp kiểu đấy. Thì đấy, thì giường của mình là giường đặt tất cả giường xong rồi nội thất đều là đặt cùng một chỗ hết. Còn trên giường là giới thiệu mọi người đây là tất cả đấy là những cái con gấu bông mà mình hay giữ lại nhất. Và bọn nó được có họ tên đầy đủ cả. Thì ví dụ như con trong cùng kia là Anan này, con chim cụt kia là Anan, con này là Kem Mờ, con này thì mọi người biết rồi, con quả bơ là thùng rác. Và con quả bơ là thùng rác bởi vì mình nhặt được nó ở thùng rác. Thì đấy, con này là tên là Peace, bởi vì mình được bên Peace tặng. Chú cá mập lúc đầu có hai con cơ nhưng mà mình cho Linh Đỗ một con rồi nên là còn mỗi một con thôi. Đây là khu vực giường của mình, đệm êm cực. Mình kiểu cái đệm của mình ý là kiểu cũng là kiểu đệm farm luôn ý. Mọi người hay kêu là kiểu đệm đeo lưng mà mình cực kỳ thích. Mấy cân thì Cúc? Ồ, có hiện số thật đấy. 2 cân. Bao nhiêu? Nằm che luôn rồi mà con này được khoảng 2 cân 2 thôi, gầy ò mà. Phòng mình luôn luôn có một cái cân. Bên cạnh cái cân là cái cây. Bên cạnh cái cây là cái diệt muỗi. Mọi người thông cảm với cây tùng này của mình, nó đang bị kiểu bị cháy nắng ấy. Bởi vì mấy hôm mình đi nhiều quá là mình không để ý rằng là mình cứ để trước cửa này. Mà rèm thì nắng thẳng vào nên là nó cứ kiểu nó bị một bên cháy vàng và một bên thì nó xanh hơn. Mà mình đang để lấp ở trong để xem còn cứu được không. Cái gương này thì là cái gương mình mua từ cái hồi đầu tiên mà mình chuyển về. Thì cái gương này lúc đầu nó là màu vàng bởi vì mình nghĩ rằng hồi xưa mình sẽ decor đây phòng kiểu phong cách quý tộc. Kiểu màu vàng vàng ấy, xong rồi kiểu tân cổ điển thế kia ấy. Mà mình mua về thì thấy nó lạc quẻ quá nên là mình lôi nó ra mình sơn thành màu đen. Thì hồi xưa mình thích sơn cực. À, mình quên mất chia sẻ cho mọi người cái này. Đi ra đây đã. Đây là cái tủ đầu giường của mình. Hôm trước đâu đó mình đã có đọc được ở trên mạng một cái tips là bình thường thì mọi người sẽ cắm điện ở đây đúng không?
xong rồi sẽ có một cái ổ điện ở bên ngoài đúng không? Và có rất là nhiều cái dây dựa cắm từ cái ổ điện này ra đúng không? Mà không. Mình thì mình là kiểu khác. Mình đã mua một cái hộp. Và trong cái hộp này thì là cái ổ điện. Ta-da! Bỏ qua bên mấy đống này đi nhé. Ở trong cái hộp này thì sẽ có cái ổ điện ở đây. Mọi người sẽ cắm cái cục chính ở đây và mọi người thòi cái dây ra ngoài này. Thì đấy. Đây là trông lúc nào cái phòng, cái giường, cái khu vực giường, mấy cái tủ đầu giường này trông cũng rất là gọn. Bởi vì mình không nhìn thấy dây dựa lằng nhằng ấy. Tất cả mọi thứ sẽ được giấu gọn vào trong cái hộp này. Đấy. Gọn gàng. Quay trở lại với khu vực bên này thì có lẽ cái tủ này là cái tủ duy nhất mà mình không đặt cùng một chỗ. Bởi vì lúc đầu nó không... Ý là ở đây nó không có cái tủ đâu, nó chỉ đơn giản là một cái bức tường mình để cái cây vào đây thôi. Nhưng mà kiểu mình cũng cần thêm chỗ để đồ ấy, nên là mình đặt thêm hai cái kệ. Đây gọi là kệ tổ ong ở trên Shopee. Mình đặt... Nói chung là cái kệ này cũng rẻ lắm, khoảng trăm mấy, 200 một cái, 4 ô à. Mình để kiểu nến này, xong rồi các cái đồ nến, kiểu như chụp nến này, không dùng này được tặng này. Xong rồi hạt này, nọ hoa. Xong dưới này là trà, đĩa. Và hai cái hộp dưới này thì đây là một cái hộp toàn khẩu trang. Rất nhiều khẩu trang. Và một hộp này là kiểu giấy tờ hồ sơ của mình thì mình sẽ nhét vào đây. Tiếp theo là một cái cây. Thì hồi trước cái cây này nó nhiều lá lắm mọi người. Nhưng mà kiểu tự nhiên kiểu sang mùa hè ấy, nên là tất cả các cây đồng loạt kiểu bị rụng lá ấy. Chắc là tại do một phần là mình kiểu quen mùa đông mình tưới ít nước. Còn tiếp theo là một cái cut tree. Thực ra thì cái này hôm trước mình đã định bỏ rồi, nhưng mà bởi vì là mình thấy cái chỗ này nó trống quá, với cả mình cũng tiếc ấy. Bởi vì cut tree này mình cũng đắt, khoảng 1.9 triệu gì đấy. Thì cái này nó có 1, 2, 3, 4 tầng, cao khoảng 1.5 m. Nhưng bọn nó cũng rất là thích nó hay ngồi ở trên cái này này. Bọn nó hay ngồi ở đây, nằm ở đây, ngủ ở đây. Giới thiệu với mọi người thì mình có một căn phòng mà không phải căn phòng, có một cái vườn. Đây. Đây là cái vườn của mình, cô nóng thế. Đây là cái vườn mà mình chỉ trồng trong khoảng 2 năm mà nó um sùm như thế này. Đây là cái cây sử quân tử hay là chử quân tử gì đấy của mẹ mình. Sử quân tử. Sử quân tử đó. Thì nó mọc từ dưới tầng 1 lên trên này. Lên trên này và mọc lên tí trên tầng 4 luôn ấy, lên nóc nhà luôn. Còn bên cạnh cây sử quân tử là một cái ốc chun nhỉ. Chun ơi. Chun. Chun ơi, trên này cơ mà. Trên này cơ mà. Chun. Thôi kệ nó đi. Mình ở trong nhà lại chạy vào. Thì bên cạnh cái cây sử quân tử thì còn có một cái cây gì đấy màu vàng nữa cơ, nhưng mà nó bị cái cây sử quân tử nó lấn át luôn rồi, là chẳng nhìn thấy được. Còn đây là hai gốc cây hoa giấy, một gốc hoa giấy Thái, à hoa giấy Nhật, một trắng và một gốc hoa giấy hồng. Bên này còn một số cái cây son môi này, sau đấy cây hoa gì đấy của mẹ mình để đây. Có hai cái cúc. Đấy, nói chung là cái vườn của mình chỉ nhỏ nhỏ như này thôi. Đến mùa xuân thì kiểu gần Tết thì mình sẽ mua thêm một số cái cây hoa để vào đây nữa, chứ thường nó toàn là cái lá à. Quá nóng ở nhà rồi. Xong khu vườn rồi thì tiếp theo sẽ là đến khu vực kệ tivi. Thì đây là cái bánh mì hôm qua mình mua mà mình chưa kịp ăn. Cốc trà chỉ vì quay vlog mà mình đã hút hết cả cốc trà rồi vì quá khát. Mình thấy ở kia có cái xà đơn ấy, bạn nghe là chiều nào bạn cũng tập xà đơn à? Một cơ thể lực lưỡng à? Đang không phải đâu, bởi vì là cái khung cửa nhà mình ấy, lúc mà mọi người đặt ấy thì nó hơi bị kiểu nhiệt độ mọi người không để chừa ra ấy, nên là khi mà ý là cái khoảng đục của mọi người không để chừa ra một khoảng để cho nhiệt độ thay đổi ấy, nên là để giãn nở thì đó, thì cái cửa nó hơi bị co vào nên là đóng hơi là khó khăn, nên là bố mình đóng một cái xà đơn vào đây để cho nó kiểu để cho để nó mình tập tạ để cho nó nong ngái, thì nó như ở mọi người nó nong cái cửa. Quay lại cái tủ tivi này thì đây là cái tủ mà sau khi cái tủ trong nhà không được thì bây giờ mình mới đặt lại một cái tủ khác ở đây. Thì nó có 6 ngăn, có thêm hai cái ngăn ở giữa mình để sách, cái là để cái hộp loa để đồ linh tinh, thì trong này nó cũng khá là đồ bộ đấy. Thì ngăn này đầu tiên sẽ là túi ni lông và khẩu trang của qua. Ngăn tiếp theo sẽ là đồ liên quan đến mèo, quần áo cho nó, đồ ăn, xúc thưởng, lăn lông cho mèo. Và tiếp theo thì ngăn này là đồ làm móng. Trong kiểu ngăn nào cũng chật kín đồ ấy. Mọi người yên tâm là mình sắp xếp rất là cẩn thận và mình biết cái nào ở đâu, mình không phải tống bừa vào đâu. Lên hình trông có vẻ hơi bừa bộn một tí. Tiếp theo bên này sẽ là đồ ăn vặt. Bên này sẽ là đống giấy tờ mình để vào đây. Và ngăn cuối cùng là ngăn thuốc. À, ở trên bàn này mình cũng có để một số những cái chai lọ kiểu vitamin ý. Xong rồi kiểu diệp lục các thứ để kiểu mình tiện mình đi ngoài thì mình muốn luôn. Thì ở đây còn có một cái sofa nữa, ra nó cũng không hẳn là cái sofa, nó kiểu là cái cục ấy. Kính giả là mình thử từ nhà của bạn mình. Mình về ra rồi mình mua thêm cái bọc.
bởi vì cái lớp lót của nó trông nó màu khác, mình cũng không thích lắm dần nhưng mình mua thành cái bọc. Tớ trông ngày thôi mà nó êm cực. Mà mình rất là hay ngồi ở đây, kiểu ngồi xem phim ấy, xong rồi ngồi ăn uống, ngồi ở trên ghế này. Bên này thì có một cái bàn để giấy ăn này, xong rồi để túi sách kiểu đấy. Xong ở đây, ở trong này là phòng vệ sinh này. Đi vào phòng vệ sinh nhé. Bảng điều khiển. Không phải nhà mình có. Được rồi, và đây là phòng vệ sinh của mình. Thì mình đã quay ở trong cái phòng này rất là nhiều rồi. Mọi người chắc cũng biết được là đây chỉ là cái gương, cái lavabo, cho một cái bồn cầu. Đây, phòng tắm của mình. Thì mình không phải là kiểu dùng phòng tắm kính, mà bởi vì cái phòng này diện tích nó cũng có hạn ấy, nên là mình chỉ được lựa chọn một là tắm kính, hai là tắm bồn. Thì mình thích tắm bồn. Mình cực kỳ thích tắm bồn, mình là đứa con của nước nên là mình rất cực kỳ thích ngâm bồn. Nên là mình lựa chọn là cái bồn. Người hay bảo là bồn xong có cái kính ở trên ấy, mà thực ra thì mình rất ghét kính ấy, kiểu nó bị bám cặn canxi xong không phải lúc nào cũng sạch ấy. Nên là mình lựa chọn rèm như ở bên nước ngoài mình hay dùng. Thì cái rèm này nếu mà bẩn thì mọi người có thể giặt được. Thì đó, nên là rất tiện, hoặc nếu mà bẩn quá thì mọi người thay cái khác. Lúc đầu thì mình chỉ dùng một cái rèm trắng này thôi, nhưng mà xong rồi mình thấy nó bị mốc ấy, nên là mình nghĩ rằng là mình chắc phải bỏ cái này đi rồi. Nên là mình đã mua cái rèm xám này của IKEA. Nhưng mà xong rồi hóa ra là cái rèm trắng không giặt được. Nên là xong rồi mình treo cả hai. Một cái rèm xám bên trong để mình chặn nước, còn một cái rèm trắng bên ngoài thì để làm mình kiểu trang trí, decor. Thì đây, trong này thì sẽ là kiểu, nói chung là mấy cái đồ tắm tắm, mấy cái đồ kiểu chai lọ sử dụng. Thì ví dụ mình, mọi người con mèo rất hay uống nước trên bồn, mà phải buồn. Khi nào thấy mình mở cửa nó cũng ra kiểu ra là nhìn mình nó meo ấy, ý của nó là nó muốn uống ấy. Là mình cứ phải mở cho nó uống thôi. Bên cạnh con mèo đang uống nước thì đây là cái chỗ đồ skincare, đồ vệ sinh cá nhân của mình. Nói chung thì mình nghĩ rằng là đều giống như tất cả các nhà vệ sinh khác thôi. Nó cũng có những cái đồ dùng đấy. Mình đang để cái này đây là để tí nữa mình nhuộm tóc luôn này, vì tóc mình đang bị hai màu rồi mình sắp đi chơi. Xong có những cái nhỏ, ví dụ như ở đây có một cái khăn này, bởi vì là bọn mèo nó hay trèo lên xem mình lúc mà mình tắm. Nên là mình có một cái khăn để đấy để thấm nước, cũng như là để nó không bị trơn ấy, nó không bị ngã. Xong rồi bên này thì có những cái vòi này màu đen mình đặt ở trên Taobao về này. Xong bên này thì có một cái bức tranh mình cóp nhặt ở trên mạng ấy mà mình rất thích, kiểu phòng tắm ấy. Kiểu phòng tắm ấy, nên là mình thích cái gì nó phải sexy một tí. Đây là đấy, che đi. À đây nữa, thì đây có một cái thùng rác, một cái can nước là nước sát khuẩn. Còn đây là một cái gọi là thùng đống nát à? Thùng rác, phân loại rác. Thùng phân loại rác, bởi vì là kiểu mình rất là hay ăn uống ở ngoài ấy, nên là lúc nào cũng kiểu sẽ có kiểu cốc nhựa này này. Xong rồi ống hút, xong rồi thậm chí là những cái lon mình hay uống ở nhà. Là mình hay thường giữ lại những cái giấy rác đấy, và cuối tuần thì mình sẽ đưa cho cô giúp việc để cô ấy mang đi, cô ấy bán tái chế đi. Đây còn có một cái tủ nữa mình quên chưa giới thiệu mọi người. Thì đây là cái tủ mà có hai cái ngăn. Thì đây là lược này, xong mấy đồ linh tinh này. Đây cũng là mấy đồ linh tinh nữa. Tủ này thì lại kiểu rất nhiều đồ linh tinh, kiểu đồ mỹ phẩm các thứ, và có cái nồi rửa bát. Bởi vì mình hay ăn ở đây nên là lúc nào cũng phải có cái nồi rửa bát để mình rửa bát ấy. Ăn ở đây á? Ừ. À không, ý không phải là không. Ăn phải là ăn ở trong phòng vệ sinh, mà ý là mình ăn ở trong phòng. Nhưng mọi người đấy ở bên ở bên cái phòng học và làm việc của mình có cả bình được ấm đun siêu tốc. Thì mình rất là hay ăn uống ở trong phòng, nên là đây thay vì có nước rửa tay thì mình có nước rửa bát. Đây xuống đi. Thì mình có nước rửa bát. Mọi người hay nhầm đây là nước rửa tay, nhưng mà không, đây là nước rửa bát. Còn đây là xà phòng rửa tay. Mình đã chuyển qua dùng xà phòng rửa tay rồi. Thì mình còn có hai cái thùng quần áo ở đây nữa. Hai thùng quần áo, một đen một trắng. Thế thôi, chả có gì cả. Đi nào. Sau bên này là một căn phòng bí mật. Mình chưa bao giờ chia sẻ với ai cả. Cũng đây cũng là lần đầu tiên mà mình rất ngại khi chia sẻ căn phòng này. Cái tên xin giới thiệu với mọi người. Căn phòng bí mật mà lần trước mình đã up lên mạng rồi. Thì đây là nó vẫn thấy nó vẫn là cái căn phòng đấy thôi, chẳng khác cái gì cả. Cập nhật cho mọi người một chút tình hình hiện nay của cái căn phòng này. Những cái bức tranh này 1, 2, 3, 4, 5 bức nó đã rụng rồi. Còn cái bức tranh mọi người nhớ ở bên này không? Bên này có một cái đống bức tranh mà mình dán vào chân mèo ấy.
nó không thể trụ được qua đêm nên là mình đã bóc hết nó ra rồi. Bởi vì cái tường của mình là không phải tường phẳng, là mấy cái băng dính thì nó không có dán được. Khi hôm trước đã mọi người đến biết mình để coi hết tất cả cái này rồi, chỉ có cái tủ lạnh là mọi người chưa biết thôi. Thì đây là cái tủ lạnh của mình, có dán ảnh. Bên trong là đồ ăn, à không phải đồ ăn, chủ yếu là đồ uống. Rất là nhiều đồ uống, kiểu nước, trà, kombucha, xong rồi trái cây. Xong rồi bên ngăn đá này thì sẽ là kiểu kem, xong rồi một số đồ mà mẹ mình gửi ở trên phòng xuống. Bởi vì cái tủ lạnh ở trên nhà cũng đã khá là đầy rồi. À đấy, mình còn một cái, mọi người biết cái video mà kiểu restock, mà kiểu như là này, nó cứ cạch. Mình đã có quay rồi mà mình chưa up, bởi vì mình chưa có dựng được. Mọi người hỏi phóng to như thế này thì làm sao mà được điều hòa? Thì đây, mình chỉ cần một cái rèm. Cái rèm này là kiểu hai cái nhưng mà nó nối với nhau như này này. Thì mình lúc mà mình đan vào sau, đan vào nhau, thế mà nó cũng chặn được đấy. Ý là kiểu điều hòa phòng này nó sẽ không bị sang phòng kia quá nhiều và ngược lại. Thì đấy, thì bên này mình có một cái, bên kia mình có một cái. Trong phòng quần áo thì mình không có, bởi vì là không có dùng nhiều, nhưng mà dùng chỉ mở cái này cho phạm trên kia thôi. À thì đó là căn phòng của mình. Mọi người đã hỏi rất là nhiều về cái room tour này, mà mình biết rằng là có một số bạn sẽ cảm thấy thất vọng, bởi vì là phòng của mình không phải là kiểu nó quá đẹp ý. Nó chỉ là kiểu dạng bình thường, tất cả mọi thứ đều đơn giản, đều chấp nhận được. Thì đấy, nên là mình cũng không có quá là yêu cầu mọi người phải thích cái phòng này gì cả. Mình chỉ nghĩ rằng đây là một cái phòng nó phù hợp với tính năng sử dụng của mình, và mình cảm thấy rất là vui và thoải mái khi ở trong nó. Và kiểu nói chung là từng cái đồ vật, mặc dù là mình đi gom nhặt về, tất cả từng thứ ở trong căn phòng này thì đều là mình mua. Thì đấy, nên là mình cảm thấy rất là thoải mái, vì đây là căn phòng đầu tiên mà mình tự làm, mình tự xây dựng, tự xây, tự lên kế hoạch chứ không phải tự xây. Lên kế hoạch. Mà đấy nhá, là mình đã trả được một cái nợ room tour rồi nhá. Sắp tới thì còn một cái house tour của A nữa. Ghế này đã quay rồi nhưng mà chỉ là chưa up thôi. Và mình phải up cái này trước bởi vì cái này nó xấu hơn. Nên là mình phải up cái này trước để cho mọi người không bị kiểu bị bất ngờ ấy, kiểu mọi người phải đi lên bậc thang ấy, sang bên kia thì nó sẽ đẹp hơn, có kinh nghiệm rồi thì làm sẽ đẹp hơn, thì cho mọi người sẽ cảm thấy vui hơn, đúng không? Nhà bạn đẹp hơn đúng không? Thì đấy, biết là mình chê thì mình xấu mà. Và đó cũng là toàn bộ của cái room tour ngày hôm nay. Thì một lần nữa cảm ơn mọi người đã xem đến tận đây. Cảm ơn cameraman Bình An. Bởi vì là cameraman quá bận nên là cameraman. Ông mình hay gọi là cameraman mà, cameraman thì mình hay gọi là cameraman. Bởi vì cameraman quá bận nên là không thể sắp xếp được một hôm cameraman qua sang quay cho mình. Thì mãi đến hôm nay mình mới quay được cái vlog house tour cho mọi người, tất cả là tại cameraman chứ không phải tại mình. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã theo dõi vlog. Nắn ná mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở những vlog lần sau. Bye bye.